Trước nguy cơ bùng phát bệnh bại liệt ở các nước Nam Á, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo tình trạng khẩn cấp tại khu vực này. Việt Nam đã thanh toán bại liệt từ năm 2000. Tuy nhiên, thì nguy cơ bệnh bại liệt có thể xâm nhập trở lại vẫn còn hiện hữu. Chính vì vậy mà Bộ Y tế vừa đưa ra những khuyến cáo phòng chống đối với căn bệnh nguy hiểm này. Theo Bộ Y tế, bệnh bại liệt do virus gây nên dễ dàng lây lan từ người sang người, để lại di chứng liệt không phục hồi ở chân hoặc liệt tủy và có thể dẫn tới tử vong. Khi trẻ mắc bệnh thường có dấu hiệu sốt, buồn nôn, cứng gáy, đau chi và cơ bắp. Hiện nay trên thế giới đã có ít nhất 10 nước ghi nhận bệnh bại liệt và có xu hướng gia tăng. Để chủ động phòng chống bệnh bại liệt, người dân cần thực hiện tốt các khuyến cáo sau. 1. Phòng bệnh chủ động cho trẻ dưới 5 tuổi bằng uống vaccine phòng bại liệt ít nhất 3 lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Người chăm sóc trẻ thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt là khi cho trẻ ăn, sau khi đi vệ sinh. 3. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa. 4. Đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế ra môi trường. Phân của trẻ em cũng phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 5. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, buồn nôn, cứng gáy, đau chi và cơ bắp hoặc liệt mềm cấp, đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.